em nha, chào mọi người. Dạ. À, anh nghe nãy là nghe anh Nhân ấy kể 30 tháng 4 rồi, nhưng mà anh có bổ sung một ít về vấn đề 30 tháng 4 để nói cho cái mấy cái ông bà que ông nghe nãy ông phản biện, anh cũng nói cho nghe như thế này. Cái thứ nhất ấy là trước ngày 30 tháng 4 trong miền Nam Việt Nam nó có hai chính phủ. Đấy, anh nói đấy là cho mọi người, cho bà que biết nó là như thế. Một là chính phủ Việt Nam Cộng hòa, hai là chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, lúc đó có là quân đội của chính phủ Cộng hòa miền Nam Việt Nam là quân giải phóng miền Nam. Đấy, nói như thế. Đánh giải phóng miền Nam chủ yếu là quân giải phóng miền Nam, giải phóng miền Nam chứ không phải là ngoài Bắc. Ngoài Bắc trước ngày năm 1973 là quân giải phóng, quân ngoài Bắc có đưa vào trong Nam. Đấy, nó đúng là như thế. Quân ngoài phóng đưa trong làm đã làm tại trong Nam rồi. Sau khi ký hiệp định Paris thì quân ngoài Bắc không được phép đưa quân vào trong Nam nữa. Đấy, nó đúng thế. Chỉ có hai cái chính phủ lúc đó là Cộng hòa miền Nam Việt Nam, lúc đó hai chính phủ trong miền Nam là quân giải phóng miền Nam, mình gọi là quân giải phóng miền Nam đi, và cái chính phủ Việt Nam Cộng hòa, là hai cái chính phủ đó đánh nhau thôi. Đấy, nó đúng là như thế. Nhưng mà lúc đó là quân Ngụy, cứ nói thẳng là quân Ngụy nó cậy mạnh, nó chiếm những vùng giải phóng. Lúc đó là ký hiệp định Paris là bên nào là làm nguyên bên đó để giải quyết sau, sau khi cho Mỹ và các nước chư hầu như Thái Lan hay là Hàn Quốc là rút đi hết, là hai chính phủ đó để giải quyết với nhau đấy thôi. À, trong đó là có chính phủ ngoài Bắc nữa thì là không nói. Nhưng mà lúc đó quân Ngụy là cậy mạnh, lúc đó cứ lấn chiếm vùng giải phóng. À, nói thẳng là đi đó. Lúc đó là quân giải phóng miền Nam lúc đó là có chiếm được một số số nơi, đó là gọi là vùng giải phóng. Những cái vùng đó gọi là vùng giải phóng. Nó dùng vùng giải phóng đó rồi là quân Ngụy không được phép xâm phạm. Nhưng mà quân Ngụy cậy mạnh là suốt ngày cứ bắn pháo, lúc đó là bắn pháo vào vùng giải phóng này rồi lấn chiếm, đánh chiếm vùng giải phóng. Đấy, nó đúng là như thế, vậy đấy là phải nói như thế. Thì bây giờ là quân giải phóng miền Nam lúc ấy là mới là kêu gọi là ngoài Bắc giúp đỡ. Đấy, nó đúng như thế. Đấy, bên ngoài Bắc là chỉ có giúp đỡ khí tài vũ khí, được một số như cán bộ đưa vào thôi, chứ thực tế là không không giữa quân giải phóng miền Nam là người ta giải phóng miền Nam là chính. Nói thẳng là như thế. Lúc đó các bạn có nhìn không, năm 1975 hoàn toàn là lá cờ xanh nửa đỏ, đấy là của quân giải phóng miền Nam, hoàn toàn đi đâu toàn quân đội là quân giải phóng miền Nam, chứ không có lá cờ đỏ sao vàng để lên trước khi giải phóng đấy nha, là không có lá cờ đỏ sao vàng, toàn quân giải phóng miền Nam là lá cờ nửa xanh nửa đỏ, đấy là lá cờ của quân giải phóng miền Nam, kể cả lúc đầu tiên là cắm dinh độc lập cũng là lá cờ của quân giải phóng miền Nam nửa xanh nửa đỏ. Đấy, nói rõ là như thế. Đấy, là biết là chính phủ đó là giải phóng miền Nam đấy. Và đến năm 76 lúc đó là Việt Nam Cộng hòa chạy đi rồi, còn lại là một chính phủ là chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và chính phủ Việt Nam Dân chủ Hòa, là hai chính phủ này bây giờ mới gọi là thống nhất. Đấy, bầu cử và thống nhất năm 76 bây giờ mới chính thức là Việt Nam là hoàn toàn độc lập, là thành một mối. Đấy, đấy, hãy nhớ là như thế nhá. Năm 76 chưa, lúc giải phóng xong là lúc đó ở trong miền Nam vẫn là chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Đấy, nói rõ đấy cho các bạn đa khoe các bạn hiểu, chứ không phải ngoài Bắc vào mà để đánh đánh miền Nam. Đấy, nói rõ là các bạn hiểu là như thế. Đấy, nói đấy này, còn nói về cái chuyện ngày theo như anh lúc đó thì anh không được trực tiếp chiến đấu, nhưng mà gia đình nhà anh có 5 người trực tiếp đánh vào Sài Gòn lúc bấy giờ, trong trong dòng họ nhà anh ấy có 5 người trực tiếp đánh vào Sài Gòn rồi. Họ vào, những người này không phải là lúc đó mới vào mà đã vào từ năm 62, đã nằm ở tận Tây Linh với Campuchia rồi cơ. Lúc đó là thuộc dạng quân giải phóng miền Nam rồi, chứ không phải là quân ngoài Bắc, không phải là quân ngoài Bắc, mà quân lúc đó họ toàn bộ quân đội lúc đó nhập vào quân giải phóng miền Nam rồi. Đấy. À, cùng với nhân dân miền Nam đứng lên để đánh 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 cái chính quyền của Ngụy. Đấy, nói rõ là như thế. 5 người lúc đó giờ là đánh vào Sài Gòn, chỉ có 2 người hy sinh tại cửa ngõ Sài Gòn luôn. Đấy, anh nói thẳng đấy, ra dòng họ nhanh này này. Đấy, mấy ông anh trai, anh con bác con anh này, đấy, hy sinh lúc đó 2 người, còn 3 người sống sót. Đấy. Họ về kể anh lúc đó thì chưa, lúc đó là anh cũng chưa đi bộ đội, nói đúng là năm 75 anh chưa đi bộ đội, năm cuối năm 76 anh mới đi. Đấy. Anh chỉ chiến đấu ở chiến trường Tây Nam, phía Tây Nam thôi, nhưng mà đấy đấy là nói để cho các bạn hiểu nó là như thế. Nghe các anh ba anh còn sống sót về nhà kể lại, nói này này,
là lúc đó giải phóng Sài Gòn nó có 5 cánh quân. 5 cánh quân của quân giải phóng miền Nam lúc bây giờ là chia làm 5 cánh đánh vào trong Sài Gòn. Nhưng thực tế là khi giải phóng đánh đánh có nghĩa là đập tan hai cái tuyến phòng thủ Xuân Lộc và Phan Giang đấy, có nghĩa là cái lúc ông Ngụy nó thành lập ra hai cái tuyến phòng thủ, một ở phía bắc Phan Giang, hai đó là Xuân Lộc, bây giờ là có người nó gọi là ngã ba Dầu Dây đấy, cái khu vực đó đấy. Em có hiểu em biết chỗ ngã ba Dầu Dây không? Chỗ đó là cái tuyến phòng thủ Xuân Lộc của quân Ngụy, chỗ đó là tuyến đó là nó chặn cái đường từ Tây Nguyên xuôi về, từ cái quốc lộ 20 từ Đà Lạt về đấy, đấy nó chặn ở đấy. Còn phía Phan Giang là quân Ngụy là chặn quân ở cánh phía bắc quay trở lại. Nhưng mà thực tế là đánh được quân ở Phan Giang thì mình mới có pháo binh, mới có đầu có mấy loạt pháo binh đầu tiên là nó đã chạy hết rồi, chạy thì chạy không biết rồi, không không hình không chống trả, đánh không bao nhiêu. Thế còn cái tuyến Xuân Lộc thì có đánh mất mấy ngày, có nghĩa là đánh mấy ngày thì nó phòng thủ đấy mấy ngày, thì sau khi tuyến hồ ở Phan Giang bị tan thì ở đây nó mới sợ, bây giờ nó mới lại tan nốt. Thế còn đánh vào trước khi đánh vào Sài Gòn là mình nhớ là không phải nói như ông Lân ông nói là mình vào trong Dinh Độc Lập từ lúc 9 giờ sáng, là không phải. Ông Lân nói là như thế nào mà mình là 9 giờ sáng lúc bấy giờ là đang ở cửa ngõ của năm phía cánh quân của Sài Gòn đấy, để chờ lệnh chuẩn bị xuất kích đánh vào Sài Gòn. Thực tế đánh vào Sài Gòn là mình chỉ có câu một số quả pháo lạ pháo vào trong cái sân bay phi trường Tân Sơn Nhất ấy, mới bị ấy thôi. Và là còn tất cả các quân kêu về vào hình như là không có kháng cự bao nhiêu, chỉ có một cái chỗ người gọi là cầu Sài Gòn, bây giờ gọi là cầu Sài Gòn đấy, thì có một cái cánh quân ở đấy là quân Ngụy Ngụy nó kháng cự ở đấy. Thì mình vào đấy hình như là nghe cánh nói bị cháy mấy cái xe tăng, nhưng lúc bấy giờ là bộ đội mình là cái xe tăng nào cháy thì cứ vẫn lại có tất cả gào lên, tất cả vẫn gào lên tấn thẳng vào trong Dinh Độc Lập. Thì lúc bấy giờ là có trước khi giải phóng ấy, nói là trước khi đánh vào trong Sài Gòn ấy, là quân của ta là có những người ta gọi là những biệt động thành nó nằm ở trong Sài Gòn rồi, và những người mà như là một số những thanh niên như sinh viên ấy là họ đã thành lập sẵn những cái chính phủ, những cái người là chuẩn bị để tiếp quản hết rồi. Và khi bộ đội mà vào đấy bị thương là đã có anh em người ta giúp đỡ rồi, là những người bị thương hoặc những người hy sinh là người ta đã giúp đỡ hết rồi. Thế nhưng mà thực tế là vào đấy là ít rất ít, hy sinh ít thôi, nhưng có một số người hy sinh vì những ở chỗ nào mà bị kháng cự ác liệt là hy sinh. Gia đình anh là bị là nói là bị hai người hy sinh cái thời gian là lúc vào đánh vào Sài Gòn đó, là nghe các anh kia về kể là gặp nhau cái lúc mà ngày 28 đấy, 28 vẫn gặp nhau mà đến ngày 30 là hy sinh mà là không biết. Thế này như thế thì sau là một số người ra người ta đi mang đi người ta chôn cất, thì bây giờ chỉ đi nhận thôi, mình nhìn thấy là chôn cất là nhận mộ thôi, trên thực tế là không ấy nữa. Còn dòng họ nha anh thì lúc bấy giờ là có khoảng 12 người hy sinh, thì khoảng 4-5 người bây giờ là chưa biết là mộ ở đâu cả, chưa biết xác ở đâu mà không biết hy sinh ở đâu. Đúng rồi nhé, chỉ biết là chẳng hạn như là người ta lúc mà làm lễ truy điệu thì người ta bảo là hy sinh ở chiến trường phía Nam hoặc là hy sinh ở đường 95 nào, nhưng mà thực tế là không biết ở đâu đâu mà tìm, ví dụ thế. Đấy. Nhưng mà đây anh nói là nói ta nói đây trong thành Trần Trung anh nghĩ comment là quân đoàn 3 qua cầu Sài Gòn chúng tôi bị cháy 5 xe tại ngã tư Lăng Chả Cá. Lăng Chả Cá đúng rồi, Lăng Chả Cá là có bị cháy mấy cái xe tăng đấy, là đấy là nghe các anh kể lại là có ở đấy, là cái chỗ cánh quân ấy là bị vậy là có là nhân chứng cái ổ kháng cự. Anh Kiếm Dầu có nhân chứng sống thì có thể mời anh Thành Trần Trung lên chia sẻ. Rồi, có đấy là các anh trực tiếp chiến đấu, đấy là các anh vì gia đình nhà tôi chỉ nghe các anh vừa kể lại thôi. Dạ. Ừ.